Cô chào các em thân mến, Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc, người lèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ bến bờ vinh quang này đến bến bờ vinh quang khác. Tên tuổi và sự nghiệp của người sống mãi trong tim của muôn triệu con người. Không những thế, Bác còn là đề tài, là nguồn cảm hứng chủ đạo của các văn nghệ sĩ. Viết về Bác có nhiều tác giả với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Đêm nay Bác không ngủ của Minh Huệ có một cách thể hiện hình tượng Bác Hồ thật cảm động mà bình dị trong hình thức một câu chuyện kể về Bác trong một đêm không ngủ trên đường đi chiến dịch. Và ngày hôm nay, cô mời các em cùng tìm hiểu bài thơ này. Giờ các em mở sách giáo khoa trang 66 ra. Chúng ta sẽ tìm hiểu thông tin về tác giả tác phẩm. Đây là chân dung của tác giả Minh Huệ các em. Về phần tác giả thì các em cần nhớ cho cô mấy cái thông tin chính. Minh Huệ tên khai sinh là Nguyễn Đức Thái, sinh năm 1927 và mất vào năm 2003, quê ở Nghệ An. Ông từng giữ chức vụ chủ tịch Hội Văn nghệ tỉnh Nghệ An. Ngoài thơ, ông còn viết truyện ký và phê bình. Về bài thơ Đêm nay Bác không ngủ thì các em lưu ý là bài thơ này được viết vào năm 1951 dựa trên một sự kiện có thật trong chiến dịch biên giới cuối năm 50. Bác Hồ đã trực tiếp ra mặt trận theo dõi và chỉ huy cuộc kháng chiến của bộ đội và nhân dân ta. Và đây là bài thơ nổi tiếng nhất của Minh Huệ. Bài thơ này được viết theo thể thơ ngũ ngôn, hay người ta còn gọi là thơ năm chữ đó các em. Các em xem những cái hình ảnh Bác Hồ ở chiến dịch biên giới cuối năm 50 nè. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần hai la mã, phần đọc hiểu văn bản nha. Với cái bài thơ năm chữ này thì khi đọc các em cần lưu ý cho cô cách ngắt nhịp. Mình có thể ngắt nhịp cái dòng thơ 2-3 hoặc là 3-2. Cái giọng tâm tình thay đổi theo tâm trạng của người kể. Cụ thể ở cái đoạn số 1, chính cái khổ thơ đầu đó các em sẽ đọc cái nhịp chậm và giọng thấp. Đoạn 2 từ lần thứ 3 thức dậy cho tới anh thức luôn cùng Bác thì các em đọc cái nhịp nhanh và cái giọng hơi cao. Và ở cái khổ thơ cuối cùng các em đọc chậm và nhấn mạnh như khẳng định một chân lý. Rất tiếc là thời lượng của video phải có hạn cho nên cô không đọc dài quá cho các em được. Trong cái phần tìm hiểu từng đoạn đó, cô đọc minh họa cho các em một số đoạn nha. Các em ở nhà tự rèn luyện cái cách đọc thêm. Đây là cái cách mà mình đọc văn bản. Vậy thì các em thấy nè, mình đọc cái văn bản xong rồi thì mình thấy là bài thơ này nó là một cái văn bản trữ tình nhưng nó mang tư cách như một cái câu chuyện kể, một cái bài văn tự sự vậy đó, một cái câu chuyện kể bằng thơ. Vậy thì bài thơ này kể lại câu chuyện gì, trong hoàn cảnh, thời gian và địa điểm nào? Bài thơ kể về một đêm Bác không ngủ trên đường đi chiến dịch biên giới trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Và hoàn cảnh là vào một đêm mưa và lạnh. Thời gian là đêm khuya rồi. Địa điểm là trong một cái mái lều tranh sơ sát, nơi tạm trú của bộ đội trong đêm. Vậy thì bài thơ này có những cái nhân vật nào và ai là nhân vật chính? Bài thơ có hai nhân vật, Bác Hồ và anh đội viên. Các em lưu ý, anh đội viên ở đây không phải là đeo khăn quàng đỏ đến trường như các em, mà anh đội viên ở đây mình thầm hiểu đó là anh chiến sĩ, anh bộ đội đó. Vậy thì các em thấy là nhân vật trung tâm là Bác, được thể hiện qua cái nhìn và tâm trạng của anh đội viên này và qua cái cuộc đối thoại giữa Bác và anh đội viên. Các em thấy là trong cái bài thơ này có kết hợp cả tự sự, miêu tả và biểu cảm. Bài thơ kể lại hai lần anh đội viên thức dậy nhìn thấy Bác không ngủ. Em thử so sánh tâm trạng và cảm nghĩ của anh đội viên đối với Bác trong hai lần đó nha. Bây giờ mình sẽ đi tìm về cái lần thứ nhất. Lần thứ nhất, chính cái khổ thơ đầu tiên hồi nãy đó. Các em thử đọc diễn cảm lại chính cái khổ thơ này. Cô đọc cho nghe tí nha. Anh đội viên thức dậy, thấy trời khuya lắm rồi, mà sao Bác vẫn ngồi, đêm nay Bác không ngủ, lặng yên bên bếp lửa, vẻ mặt Bác trầm ngâm, ngoài trời mưa lâm thâm, mái lều tranh sơ sát. Anh đội viên nhìn Bác, càng nhìn lại càng thương, người cha mái tóc bạc, đốt lửa cho anh nằm. Rồi Bác đi dém chăn, từng người một, sợ cháu mình giật thột, Bác nhón chân nhẹ nhàng,
Anh đội viên mơ màng như nằm trong giấc mộng, bóng bát cao lồng lộng, ấm hương ngọn lửa hồng, thổn thức cả nỗi lòng. Thầm thì anh hỏi nhỏ, bác ơi, bác chưa ngủ, bác có lạnh lắm không? Chú cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc. Vâng lời, anh nhắm mắt, nhưng bụng vẫn bồn chồn, không biết nói gì hơn. Anh nằm lo bác ốm, lòng anh cứ bề bộn, vì bác vẫn thức hoài. Chiến dịch hãy còn dài, rừng lắm dốc lắm ụ, đêm nay bác không ngủ, lấy sức đâu mà đi. Vậy thì các em thấy lần đầu chợt thức giấc, anh đội viên có một cái tâm như thế nào nè? Anh ngạc nhiên, vì trời đã khuya rồi mà bác vẫn còn ngồi trầm ngâm bên bếp lửa. Từ ngạc nhiên thì dẫn đến gì các em? Anh xúc động khi anh hiểu rằng bác vẫn ngồi đó để đốt lửa sưởi ấm cho các chiến sĩ. Và niềm xúc động của anh càng lớn khi anh chứng kiến được cái cảnh bác như thế nào các em? Đi dém chăn, đi sửa lại, đắp chăn lại cho các chiến sĩ với những cái bước chân rất là nhẹ nhàng. Và trong cái trạng thái mơ màng như vậy, thì anh cảm nhận được cái hình tượng của bác như thế nào nè? Lớn lao, gần gũi của một cái vị lãnh tụ qua cái hình ảnh so sánh. Bóng bác cao lồng lộng, ấm hơn ngọn lửa hồng. Mơ màng cảm thấy cái sự lớn lao gần gũi và cái câu thơ đó. Và các em thấy hình ảnh bác hiện ra qua cái nhìn đầy xúc động của anh chiến sĩ trong tâm trạng lâng lâng, mơ màng, vừa tỉnh mà vừa đang ngủ. Hình ảnh bác trở nên lớn lao vĩ đại nhưng lại hết sức gần gũi thân thương, sưởi ấm cho anh hơn cả cái ngọn lửa hồng. Trong sự xúc động cao độ ấy, anh đã thổn thức cả nỗi lòng và thốt lên thành một câu thầm thì đầy xúc động, tình yêu đối với bác. Bác ơi, bác không ngủ, bác có lạnh lắm không? Các em thấy, đã sử dụng cái hình ảnh so sánh, bây giờ lại thêm một cái câu hỏi đầy xúc động. Bác ơi, bác không ngủ, bác có lạnh lắm không? Lúc này thì như thế nào các em? Bác Hồ đã trả lời anh, chú cứ việc ngủ đi. Nhưng mà anh không an lòng, anh lo lắng cho sức khỏe của bác rất nhiều. Vậy thì các em thấy ở cái lần thứ nhất thức giấc này, anh đội viên rất là ngưỡng mộ và yêu quý đối với bác. Bây giờ ta chuyển sang lần thứ ba xem coi, khi cái lần thứ ba thức dậy thì cái tình cảm của anh đội viên dành cho thế nào nha. Các em xem cho cô cái đoạn thơ từ lần thứ ba thức dậy cho tới anh thức luôn cùng bác. Đoạn này các em đọc cao lên, cái giọng cao lên. Lần thứ ba thức dậy, anh hốt hoảng giật mình, bác vẫn ngồi đinh ninh, chòm râu im phăng phắc. Anh vội vàng nằng nặc, mời bác ngủ bác ơi, trời sắp sáng mất rồi, bác ơi mời bác ngủ. Chú cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc, bác thức thì mặc bác ngủ không an lòng, bác thương đoàn dân công, đêm nay ngủ ngoài rừng, rải lá cây làm chiếu, manh áo phủ làm chăn, trời thì mưa lâm thâm, làm sao cho khỏi ướt, càng thương càng nóng ruột, mong trời sáng mau mau. Anh đội viên nhìn bác nhìn ngọn lửa hồng, lòng vui sướng mênh mông, anh thức luôn cùng bác. Các em thấy lần thứ ba thức dậy, trời sắp sáng mất rồi, mà bác thì vẫn ngồi đinh ninh ở đó, bác chưa ngủ. Sự lo lắng của anh đã trở thành sự hốt hoảng và năn nỉ mời bác ngủ. Các em thấy tác giả đã sử dụng câu thơ mời bác ngủ bác ơi, trời sắp sáng mất rồi, bác ơi mời bác ngủ. Các em thấy trong cái câu thơ này tác giả đã dùng cái cách đảo trật tự của ngôn từ, hay người ta còn gọi là đảo ngữ đó các em. Câu thơ trở qua rồi lật lại vẫn tập trung vào mỗi cái việc gì các em? Mời bác ngủ. Các em thấy nếu như ở trên anh thì thầm hỏi nhỏ, thì bây giờ anh vội vàng nằng nặc mời bác ngủ bác ơi. Các em thấy câu thơ thể hiện được cái sự tha thiết năn nỉ của anh. Nhưng bác trả lời anh như thế nào nè? Chú cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc, vẫn như lần trước. Nhưng lần này bác lại nói thêm là gì nữa? Bác thức thì mặc bác ngủ không an lòng, bác thương đoàn dân công. Nghe bác trả lời đến đó thì anh như thế nào các em? Cảm nhận một lần nữa được cái sự sâu xa, thấm thía, tấm lòng cao cả, mênh mông của bác đối với nhân dân, cho
Và anh cảm thấy mình là cái người mà thật là hạnh phúc khi được tiếp cận, được thấu hiểu cái tình thương và cái đạo đức cao cả của bác. Anh chiến sĩ cảm thấy như là mình đã được lớn thêm lên về tinh thần, tình cảm và được hưởng một cái niềm hạnh phúc thật lớn lao. Bởi thế mà lòng anh cảm thấy vui sướng vô cùng và anh đã thức luôn cùng với bác. Các em thấy đó chính là cái tình cảm yêu kính vừa thiêng liêng vừa gần gũi, là cái lòng biết ơn, cái niềm hạnh phúc, niềm tự hào về cái vị lãnh tụ vĩ đại mà bình dị của dân tộc mình. Các em thấy đấy, trong đoạn này tác giả Minh Huệ đã dùng Bác Hồ như người cha, và các em thấy cái tình cảm của anh đội viên dành cho bác không đơn thuần là tình cảm của một chiến sĩ dành cho một vị lãnh tụ, mà ở đó ta còn cảm nhận được đó là tình cảm của một người con dành cho cái vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam mình. Các em thấy qua diễn biến tâm trạng của anh chiến sĩ, em đã cảm nhận được vì sao mà cái anh chiến sĩ này anh cứ tập trung vào mỗi cái chuyện mời bác ngủ. Vì sao vậy? Đó là vì cái lòng kính yêu, lòng biết ơn, cái niềm hạnh phúc được cảm nhận tình yêu thương chỉ săm sóc, và là cái niềm tự hào của anh về một cái vị lãnh tụ vĩ đại mà vô cùng bình dị, là tình cảm của đứa con đối với người cha muôn vàng yêu kính. Sở dĩ anh tập trung vào cái chuyện mời bác ngủ vì bác là người lãnh đạo cuộc kháng chiến, phải ngủ để có sức khỏe lãnh đạo lâu dài. Và các em thấy trong bài thơ này, có lần thứ nhất anh đội viên thức dậy, có lần thứ ba anh thức dậy, nhưng tại sao tác giả không nói đến lần thứ hai? Tác giả quên hay sao nè? Theo các em thì vì sao trong bài thơ không có lần thứ hai anh đội viên thức dậy? Tác giả dùng cái dấu ba chấm thay cho lần thức giấc thứ hai. Điều này cho thấy là trong cái đêm ấy anh đội viên đã nhiều lần tỉnh giấc rồi, nhưng mà lần nào cũng chứng kiến bác không ngủ, và từ lần 1 đến lần 3 thì tâm trạng và cảm nghĩ của anh mới có sự chuyển biến rõ rệt. Các em thấy đây là một dụng ý nghệ thuật của tác giả chứ không phải là tác giả Minh Huệ quên không viết lần thứ hai nha các em. Lưu ý đây là một dụng ý nghệ thuật của tác giả. Vậy thì bây giờ mình sẽ chuyển sang tìm hiểu về nhân vật thứ hai trong câu chuyện, đó là Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Xem cái tấm lòng yêu thương mênh mông của bác đối với mọi người được thể hiện như thế nào. Hình tượng Bác Hồ được miêu tả trong bài thơ qua cái nhìn và cảm nghĩ của anh chiến sĩ ở nhiều phương diện, về hình dáng nè, tư thế nè, vẻ mặt và cả lời nói nữa. Bây giờ mình đi lần lượt từng nội dung một nha. Này, thời gian không gian là trời khuya rồi, bên bếp lửa mưa thì lâm thâm trong một cái mái lều tranh sơ xác. Lẽ ra bác phải là người được mọi người chăm sóc, thì ngược lại các em thấy bác lại thức, bác canh giữ giấc ngủ, bác chăm sóc sức khỏe cho mọi người, với một cái hình dáng tư thế như thế nào nè. Các em thấy là lần một thì ngồi lặng im mặt trầm ngâm, lần ba thì ngồi đinh ninh chòm râu im phăng phắc, khắc họa đậm nét cái dáng vẻ trầm ngâm của bác bên ánh lửa trong cái đêm khuya. Rồi các em thấy cái cử chỉ và hành động của bác đốt lửa sưởi ấm gém chăn cho từng người, nhưng mà như thế nào các em? Nhón chân nhẹ nhàng, sợ làm cho các chiến sĩ giật mình thức giấc. Các em thấy cái sự ân cần chăm chút yêu thương của bác, cái hành động này thể hiện sâu sắc được cái sự tỉ mỉ chu đáo của bác đối với các chiến sĩ. Bác như một người cha người mẹ chăm lo cho giấc ngủ cho từng đứa con, nâng niu chu đáo cho từng đứa, không bỏ sót một đứa nào, bộc lộ được tấm lòng yêu thương cao đẹp của bác dành cho chiến sĩ, cho nhân dân, thật giản dị nhưng cũng hết sức sâu sắc và cảm động. Vậy thì ở đây bác có nói gì không nè các em? Trong hai lần mà bác thức, thì các em thấy là cái lời nói của bác với anh đội viên, cả hai lần bác đều nói là vắn tắt thôi, chú cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc. Nhưng lần sau thì bác lại có thêm gì nữa? Bác ngủ không an lòng, bác thương đoàn dân công. Đêm nay ngủ ngoài rừng, rải lá cây làm chiếu, manh áo phủ làm chăn. Các em thấy được cái lần thứ ba này còn bộc lộ được cái nỗi lòng và sự lo lắng đối với bộ đội và nhân dân của bác. Vậy thì các em thấy là chính cái lời nói này đã thể hiện được lòng yêu thương, chăm lo ân cần, chu đáo của bác đối với chiến sĩ và đồng bào. Vậy thì theo em cái cách miêu tả đó có tác dụng gì đối với việc thể hiện tâm hồn và tấm lòng của chiến sĩ đối với lãnh tụ? Qua
các cái chi tiết trên. Các em thấy hình ảnh Bác Hồ hiện lên trong bài thơ thật là giản dị, gần gũi, chân thực mà hết sức lớn lao. Bài thơ đó thể hiện một cách cảm động, tự nhiên mà sâu sắc tấm lòng yêu thương mênh mông sâu nặng, sự chăm lo ân cần chu đáo của Bác đối với chiến sĩ, với đồng bào, đúng như nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: Bác ơi, tim Bác mênh mông thế, ôm cả non sông mọi kiếp người. Câu chuyện lẽ ra kết thúc ở đây rồi, nhưng tác giả lại còn viết thêm khổ thơ cuối. Đêm nay Bác ngồi đó, đêm nay Bác không ngủ, vì một lẽ thường tình, Bác là Hồ Chí Minh. Các em cảm nhận được điều gì về cái khổ thơ cuối cùng này? Khổ thơ cuối thể hiện một cái chân lý đơn giản mà lớn lao. Cái đêm Bác không ngủ trong bài thơ không chỉ là một trong vô vàn những cái đêm không ngủ của Bác, vì lo cho nước đã trở thành lẽ thường tình của Bác. Vì Bác là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, cuộc đời người đã dành trọn cho dân, cho nước, chính là lẽ sống nâng niu tất cả chỉ quên mình của Bác mà mọi người đều thấu hiểu. Ta vừa tìm hiểu xong bài thơ Đêm nay Bác không. Giờ ta đi tổng kết lại nội dung và nghệ thuật của bài thơ nha các em. Xét về góc độ nghệ thuật thì các em thấy tác giả đã chọn được cái thể thơ 5 chữ có nhiều cái vần liền thích hợp với cái lối kể chuyện. Bài thơ kết hợp tự sự, miêu tả và cả biểu cảm. Các em thấy là lời thơ giản dị, chân thành, đặc biệt là cái việc dùng nhiều cái tự lãi, gợi hình, gợi cảm, và có cả cái phép tu từ so sánh và ẩn dụ nữa. Do thời gian của cái video phải có hạn cho nên là cô không phân tích kỹ được những cái tác dụng của các cái từ lãi hay là biện pháp tu từ trong bài thơ cho các em. Cái phần này thì có dịp cô sẽ nói thêm với các em sau nha. Vậy thì qua cái bài thơ này, sau khi học xong cái bài thơ này rồi thì các em thấy là bài thơ này giúp em cảm nhận được điều gì về tình cảm của mọi người đối với Bác và tình cảm của Bác dành cho mọi người. Các em cảm nhận được gì nè? Bài thơ đó thể hiện được tấm lòng yêu thương bao la của Bác đối với bộ đội và nhân dân, đồng thời thể hiện tình cảm kính yêu, cảm phục của bộ đội và nhân dân đối với Bác. Bài học đã kết thúc rồi. Khi về nhà học bài, các em lưu ý là các em cần đọc diễn cảm và thuộc lòng cái bài thơ ha, rồi nắm chắc nghệ thuật đặc sắc và ý nghĩa của văn bản. Các em lưu ý là các em tập phân tích cái hình ảnh so sánh và đặc biệt là cái việc vận dụng từ lái ở trong bài thơ thêm. Rồi các em tìm đọc thêm cho cô những cái bài thơ viết về Bác của các tác giả khác. Và cái tiết sau cô sẽ dạy cái bài ẩn dụ, cho nên các em đọc trước bài ẩn dụ ở nhà giùm cô nha. Và bây giờ thì cô xin chào tạm biệt các em. Chúc các em luôn vui khỏe và học tốt nha.